Hello, xin chào Giá Thẳng Máy nhá. Shop điện tử công nghệ cao hotline 0865 618 226. Hôm nay làm cho clip này để giới thiệu cho mọi người về cái mẫu sản phẩm máy dâm siêu nhỏ cài áo có tên là T5 bạn nhé. Đó, thì đây là sản phẩm này. Thì sau đây mình sẽ mở sản phẩm ra giới thiệu cho mọi người về mẫu sản phẩm này, cũng như là hướng dẫn cho mọi người về cách sử dụng chi tiết nhé. Đó, đây là cái mẫu sản phẩm máy dâm cài áo nha bạn nhé. Đây. Đó, mà đằng sau thiết bị đây sẽ có là cái kim băng nhé. Kim băng đây các bạn sẽ bật ra nha. Đó, sau bạn sẽ cài vào áo, cài vào bất kỳ một vị trí nào đều được các bạn nhé. Đó, mẫu này thì cực kỳ nhỏ gọn luôn. Đó, chiều dày của nó thì chỉ khoảng 0,5 cm thôi, rất là nhỏ gọn. Đó, à, rất là nhỏ gọn nhé. Và đi kèm theo sản phẩm thì sẽ gồm có, thứ nhất sẽ gồm có một dây cắm sạc này. Thì pin của chiếc máy dâm T5 này thì các bạn có thể sử dụng liên tục được khoảng tầm 1 ngày mới pin các bạn nhé. Đó, và cái chân cắm này thì sẽ là sạc pin này, chân cắm sạc Samsung thôi. Các bạn sẽ cắm vào chân cắm cốc sạc điện thoại đầu ra 5V là được. Đó, và dây này cũng là dây kết nối để các bạn có thể cắm vào máy tính được luôn nhé. Đó, và một dây cắm tai nghe này. Dây cắm tai nghe này giúp các bạn có thể là khi mà các bạn ghiêm xong thì các bạn sẽ cắm trực tiếp tai nghe vào để các bạn nghe. Đó, hoặc là cách thứ hai là bạn sẽ cắm vào máy tính để nghe nhé. Sẽ có hai cách để các bạn có thể nghe. Đó, và một tờ giấy hướng dẫn sử dụng chi tiết. Đó, tờ giấy hướng dẫn sử dụng chi tiết bằng tiếng Anh bạn nhé. Thì ở trong này có rất chi tiết rồi, kèm theo cả thông số kỹ thuật luôn bạn nhé. Đó. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về cái mẫu sản phẩm máy dâm siêu nhỏ T5 có hỗ trợ cài và áo thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline cho mình đây. Và các bạn đăng ký kênh YouTube Đăng Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc. Và khi mà các bạn mua đăng ký kênh YouTube Đăng Phát thì đối với bạn mua định vị nghe nén thì bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc sim đã đăng ký sẵn mạng 3G 4G. Còn bạn nào mà mua camera siêu nhỏ cũng camera ngụy trang thì các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 32GB các bạn nhé. Đó, thì nhận hàng thì các bạn được bóc hàng ra kiểm tra và test thử, cam kết chất lượng nghiêm thì giống như video mình đang quảng cáo các bạn nhé, đúng như chất lượng mình đang quảng cáo thì các bạn mới thanh toán tiền. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số chức năng ở trên chiếc máy dâm T5 này và sau đó sẽ hướng dẫn cho mọi người về cách sử dụng chi tiết nhé. Đó, đằng sau thiết bị đây sẽ có cái kim băng rồi này. Đó, bộ nhớ 8GB, bộ nhớ 8GB giúp bạn có thể là ghi âm liên tục được khoảng 500 tiếng mới đầy được cái bộ nhớ này bạn nhé, nó rất là nhiều. Đó, và đây sẽ là cái chân cắm sạc này, các bạn sẽ cắm chân cắm sạc đầu ra 5V nhé. Sạc pin thì các bạn sẽ cắm sạc khoảng 2 đến 3 tiếng là đầy pin. Đó, và bên sườn thiết bị đây sẽ có một cái nút bật nguồn này. Nó khi cái máy ghi âm T5 này sử dụng rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần bật nguồn lên nó tự động ghi âm luôn. Đó, còn khi mà các bạn tắt nguồn đi nó sẽ là lưu file ghi âm bạn nhé. Đó, và bên cạnh của cái lỗ bật nguồn đây sẽ có một cái lỗ này là sẽ là lỗ báo đen bạn nhé. Đó, thì để sử dụng được chiếc máy dâm này thì các bạn sẽ dí liền vào, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng nha. Dí liền vào khoảng mấy giây. Đó, bắt đầu đèn đỏ mà đèn đỏ nó sáng lên thì các bạn sẽ bỏ tay ra. Đó, và thiết bị sẽ chớp chớp đèn. Đó, chớp chớp đèn như này. Đó, như này là thiết bị đang bắt đầu dâm được bạn nhé. Đó, khi ghi âm thì bạn sẽ cài vào áo này, hoặc là các bạn không muốn cài vào áo thì các bạn có thể là đút vào trong túi quần, cặp sách, ba lô. Đó, nói chung là miễn làm sao các bạn gắn cái thiết bị ghi âm T5 này ở cách cái đối tượng mà các bạn muốn ghi âm ấy, khoảng 8 đến 10 mét là các bạn có thể là thu âm được rõ cái giọng nói của họ các bạn nhé. Đó. Đây. Tiếp theo thì bạn nào muốn kết thúc một cái file ghi âm này thì các bạn sẽ dí liền vào khoảng mấy giây thôi. Bao giờ đèn sáng lên thì các bạn bỏ thấy ra. Đó, đèn sáng chớp chớp, đèn màu xanh, 3 lần tắt đi như này là thiết bị đã lưu được một file ghi âm rồi. Đó, tiếp theo thì các bạn muốn ghi âm một file ghi âm tiếp theo thì các bạn sẽ dí liền vào tiếp. Bao giờ đèn màu đỏ sáng lên thì các bạn sẽ bỏ thấy ra như này. Đó, thì đèn màu đỏ này nó chớp chớp chớp. Đó, chớp chớp đèn 5 lần tắt đi. Đó, như này là thiết bị đang bắt đầu ghi âm bạn nhé. Đây là file ghi âm thứ hai này. Thì cái mẫu này rất là thích hợp cho những bác nào làm công an này, cũng như là các bạn đi giao dịch một cái số tiền nó lớn ấy, thì mà không có giấy tờ gì cả thì các bạn có thể là ghi âm lại cái máy ghi âm T5 này, các bạn ghi âm lại để làm bằng chứng nhé. Cái mẫu này thì ghi âm chất lượng thì rất là ok. Tí nữa mình sẽ cắm trực tiếp vào trong màn hình máy tính và mình sẽ test cho mọi người cái chất lượng ghi âm thực tế của cái máy ghi âm T5 này nó thu lại được nó rõ ràng như thế nào các bạn nhé. Đó. Đây, các bạn muốn kết thúc cái file ghi âm này thì các bạn chỉ cần dí liền vào. Đó, bắt đầu cái đèn màu xanh nó sáng lên thì các bạn bỏ thấy ra. Đó, như này là thiết bị đã lưu được hai file ghi âm rồi các bạn nhé. Đó, tiếp theo thì để nghe lại hai cái file ghi âm này thì các bạn sẽ có hai cách để bạn nghe nhé. Cách thứ nhất, bạn sẽ cắm tai nghe vào. Đó, các bạn sẽ cắm tai nghe vào như này. Đó, khi mà các bạn cắm tai nghe vào như này nhé. Đó, thì nó vẫn chưa nghe được luôn đâu. Đó, khi mà bạn cắm tai nghe vào thì các bạn sẽ cần phải bật sáng on nhé. Đó, bật lên, nó sẽ sáng sáng đèn. Đó, nhưng nó sáng đèn như này thì bạn mới nghe lại được.
Đó, nó đang phát bằng tai nghe các bạn nhé, các bạn có thể nghe được bằng tai nghe luôn. Đó. Đây, mình sẽ rút ra. Đây, mình sẽ cắm vào máy tính các bạn nhé. Đây, mình sẽ cắm vào máy tính nhé. Đó, mình sẽ cắm trực tiếp vào màn hình máy tính luôn. Mình sẽ cho cao ra màn hình máy tính lên này. Đây là cái kênh YouTube chính của mình bạn nhé, kênh YouTube Camera Quay Lén Aoi. Kênh này của mình có hơn 2.770 người đăng ký này. Thì trong kênh YouTube này của mình có đăng rất là nhiều mẫu sản phẩm lên trên này. Thì các bạn có thể truy cập vào trong kênh YouTube của mình, các bạn tham khảo những cái mẫu sản phẩm camera siêu nhỏ cũng như là camera ngụy trang, máy ghi âm siêu nhỏ, máy ghi âm ngụy trang chuyên dụng, rất là nhiều mẫu. Cũng như bạn nào muốn độ chế camera thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho mình, thì bên đơn vị nhà mình sẽ tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho các bạn nhé. Đó. Tiếp theo thì mình sẽ test cho mọi người hai cái file âm vừa rồi. Đó, mình sẽ ổ màu của Microcomputer này. Đây. Voice record đây. Đây sẽ là hai cái file âm vừa rồi mình test cho các bạn nhé. Đó. Chớp chớp đèn như này. Đó, như này là khi đang bắt đầu âm được bạn nhé. Đó, khi âm thì bạn sẽ cài vào áo này, hoặc là các bạn không muốn cài vào áo thì các bạn có thể là đút vào trong túi quần, cặp sách, ba lô. Đó, nói chung là miễn làm sao các bạn gắn cái thiết bị âm T5 này ở cách cái đối tượng mà các bạn muốn âm ấy, khoảng 8 đến 10 mét là các bạn có thể là thu âm được rõ cái giọng nói của họ bạn nhé. Đó. Tiếp theo thì bạn nào muốn kết thúc một cái file âm này thì bạn sẽ dí liền vào khoảng mấy giây thôi. Bao giờ đẹp. Đó, đây là file âm đầu tiên bạn nhé. Tiếp theo thì file âm tiếp theo bên dưới này. Đó, mình sẽ cho bạn xem. Đó, chớp chớp đèn 5 lần tắt đi. Đó, như này là thiết bị đang bắt đầu ghi âm bạn nhé. Đây là file ghi âm thứ hai này. Thì cái mẫu này rất là thích hợp cho những bác nào làm công an này, cũng như là các bạn đi giao dịch một cái số tiền nó lớn á, thì mà không có giấy tờ gì cả, thì các bạn có thể là ghi âm lại cái máy ghi âm T5 này, các bạn ghi âm lại để làm bằng chứng nhé. Cái mẫu này thì ghi âm chất lượng thì rất là ok. Tí nữa mình sẽ cắm trực tiếp vào trong màn hình máy tính và mình sẽ test cho mọi người cái chất lượng âm thực tế của cái máy âm T5 này. Thì các bạn nghe trên máy tính các bạn để tua nhé. Các bạn anh âm này thì tua được hết rồi. Lại được. Mình sẽ test cho mọi người cái chất lượng âm thực tế của cái máy âm T5 này. Âm này tua được hết rồi nhé. Cần dí liền mà. Đó, đây là hai cái file âm mà rồi mình test cho các bạn nhé. Đó, vậy các bạn muốn xóa tất cả những file âm này đi, các bạn sẽ bôi đen vào, kích chuột phải, delete, chọn yes, nó sẽ xóa tất cả những file âm đi. Đây. Để quay thấp cái màn hình xuống đây. Đó, thì vừa rồi mình đã giới thiệu cũng như là hướng dẫn cho mọi người về cách sử dụng chi tiết của chiếc máy âm siêu nhỏ cài áo có tên là T5. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu sản phẩm máy âm siêu nhỏ cài áo này thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0865 618 226, cái bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho các bạn nhé. Video là mình xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video clip sau.